Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới giúp chúng ta hiểu được rằng người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng ta vẫn vận động theo một quy luật nhất định để từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, tức ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dậu. Đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 5 tháng 1, tức ngày 16 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 1, tức ngày 28 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 1, tức ngày 12 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 1, tức ngày 21 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 1, tức ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Tráng Mộc. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12, tức ngày mùng 9 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Viết Lịch Họa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc có những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch. Dự báo trong tháng 1 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là với những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Canh Dương Kim gặp Sửu âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tân Sửu, trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình.
Trong tháng này, các gia chủ Tân Sửu sẽ cần chú ý ngày âm lịch 17 tháng 1, tức ngày 28 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, đồng thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Viện lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp của tuổi Tân Sửu. Đối với tuổi Tân Sửu bước sang tháng 1 âm lịch thì bản mệnh sẽ không phải trải qua những thăng trần trong sự nghiệp. Nhưng ai có cố gắng thì đã có vị trí nhất định. Tháng này bạn hoàn toàn không phải lo lắng quá nhiều vì công việc, khối lượng công việc cũng giảm đi đáng kể. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cho nên bản mệnh cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình. Đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ, do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì gia chủ có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt. Bản mệnh cũng nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại cả con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 1 âm lịch thì những gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc, hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, truyền khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Tài lộc của tuổi Tân Sửu. Trong tháng 1 âm lịch sẽ gặp may mắn khá lớn về tài lộc. Điều này có thể mang lại cho bạn những phúc lợi và tiền lương tốt hơn. Bạn sẽ nhận được lợi ích, kế thừa và sự giúp đỡ từ người thân. Hơn nữa, những người tuổi Tân Sửu là những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. Tháng này, bạn có thể sử dụng một phần tiền của mình để đầu tư vào một liên doanh mới. Đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội nếu được thực hiện với sự giúp đỡ của các chuyên gia tài chính. Một chút nghiên cứu nghiêm túc cũng sẽ giúp ích cho bạn. Bên cạnh đó, chính tài xuất hiện dự báo nguy cơ mất tiền liên quan đến các trò đỏ đen, may rủi. Tháng này, Tân Sửu tuyệt đối tránh xa các vấn đề về cờ bạc, lô đề, nếu không sẽ gặp phải thất thoát về tài chính rất nhiều. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân tam giác khai vận, tị, dậu, sửu của phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Tân Sửu trong tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Bên cạnh đó, trong tháng này, gia đình bạn cũng sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng thấu đáo, tránh làm sức mẻ, tình cảm gia đình. Khuyên gia chủ Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch hãy sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Sức khỏe của người tuổi Tân Sửu. Người tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi. Cũng do bạn thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, bạn nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội bởi trong tháng sẽ có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Ngoài ra, do mệnh chủ Tân Sửu luôn thường chú ý nhiều tới đến việc tập thể dục, các bệnh nhẹ và đau do xương khớp sẽ không có tác dụng. Bạn cũng có thể tránh xa với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vì bạn ý thức hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Những gì bạn cần để mắt đến là giữ một chế độ ăn uống lành mạnh và các giải pháp bao gồm ăn ít dầu mỡ và thức ăn cay,
đi dạo sau bữa tối hoặc dậy sớm để tập thể dục buổi sáng. Đặc biệt, bạn nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Người tuổi Tân Sửu nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nập tài, tịnh hóa nghiệp lực, may mắn, cát lành cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!